Chào tất cả các bạn, mới hôm qua mình bàn với nhau trong cái live stream về cái chuyện thuế trước bạ được áp dụng từ khi nào. Nếu như nó giảm 50% thì ngay tối hôm qua thôi. Và đã có thông tin chính thức là chính phủ và quốc hội đã thông qua. Rất nhiều tờ báo đăng tải cái thông tin này, chắc các bạn cũng coi. Thái Lớn xin đọc và tóm tắt lại cho các bạn. Và để các bạn dành cho những ai đang có nhu cầu mua xe, đang phân vân 1-2 tháng nay và những ai đang chuẩn bị mua xe. Đây là thông tin có lợi cho các bạn và các bạn hãy xem nhé. Ngày 29 tháng 5, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 84 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bối cảnh Covid-19. Theo đó, lệ phí trước bạ của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% đến hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng mặt hàng này. Việc giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe, nhưng giảm giá các chi phí lăn bánh. Hiện lệ phí trước bạ dao động trong cái khung là 10 đến 15% tùy địa phương. Và nghị quyết của chính phủ có hiệu lực từ ngày ký, theo tờ báo VN Express. Như vậy, với những khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, đa phần hiện nay phí trước bạ đang áp dụng là 10%, giảm 50%, điều đó có nghĩa là còn lại là 5%. Còn như Hà Nội, lệ phí trước bạ đang là 12%, thì còn lại là 6%. Khá là bất ngờ là một tin vui cho những người, những ai đang quan tâm và chuẩn bị mua xe ô tô. Như vậy, với Toyota thì có 4 dòng xe được hưởng lợi từ cái chính sách giảm 50% phí trước bạ này. Đó là Toyota Vios, Toyota Innova, Fortuner và Altis. Thái Lớn nhân đây cũng muốn chia sẻ cho những ai đang quan tâm những dòng xe này. Ví dụ như là Toyota Vios thì dị chi theo chương trình khuyến mãi hiện nay cộng với lợi giảm 50% phí trước bạ thì kể từ tuần sau, nếu như các bạn đi mua xe, các bạn sẽ lợi hơn được đâu đó từ 24 đến 29 triệu. Cụ thể Vios E hiện nay theo cái khung này giá chỉ còn ra lăn bánh, giá nó chỉ còn là 506 triệu. Còn Vios E số tự động thì chỉ còn là 559 triệu. Và theo đó Vios G chỉ còn là 606 triệu. Tương tự như vậy với các dòng xe Toyota Innova thì trung bình các bạn sẽ được tiết kiệm chi phí hơn quanh khoảng từ 47 triệu. Toyota Innova E số sàn với cái khung này bây giờ chỉ còn là 794 triệu, dưới 800 luôn các bạn, rất tốt. Và Innova G là 873, theo đó là Innova G bản Venture thì nó là 907. Còn nếu mà bạn chơi Innova V phiên bản cao cấp nhất thì nó vẫn là 1 tỷ, quanh 1 tỷ 039. Và càng giá trị càng cao thì cái 50% phí trước bạ được lợi càng cao hơn, cụ thể hơn là Toyota Fortuner. Với Toyota Fortuner thì trung bình các bạn được tiết kiệm đâu đó lên tới 55 triệu. Đặc biệt với bản Fortuner giá cao nhất là bản Fortuner 2 cầu máy dầu 2.8. Cái mức mà tiết kiệm chi phí cho các bạn lên tới 67 triệu. Đi vào chi tiết các dòng xe Fortuner giá lăn bánh, nếu sau khi giảm 50% phí trước bạ cộng với chính sách khuyến mãi khủng hiện nay, giá lăn bánh của nó như sau. Với Fortuner máy dầu 2.4 số sàn 1 cầu giá chỉ còn là 1 tỷ 018 triệu. Còn Fortuner 2.4 máy dầu số tự động giá chỉ còn 1 tỷ 084 triệu. Cũng máy dầu nhưng mà 2.8 phiên bản 2 cầu full option bây giờ nó chỉ còn là 1 tỷ 345 triệu. So với trước đây phiên bản này phải trên 1 tỷ 4. Mà trong khi đó là đại lý nhà máy khuyến mãi coi như là khủng luôn rồi, nhưng mà vẫn trên 1 tỷ 4. Nhờ chính sách khuyến mãi này thì giá xe giảm rất là khủng. Và dòng xe Fortuner lắp ráp mà được hưởng lợi nhiều nhất nếu khách hàng chọn đó là bản Toyota Fortuner phiên bản TRD. Mặc dù đó là máy xăng nhưng mà lắp ráp trong nước với phiên bản TRD này đang có chương trình khuyến mãi, trước đây là 120 triệu, bây giờ giảm 50% phí trước bạ nữa. Là tổng khuyến mãi của nó dị chi nó lên tới trên 150 triệu. Cụ thể luôn lăn bánh nó bây giờ là còn lại là 1 tỷ 142 triệu. Các dòng Fortuner còn lại như là máy xăng 2 cầu, máy xăng 1 cầu được nhập khẩu từ Indo thì nó là dòng xe nhập khẩu nên không có được hưởng lợi cho cái chính sách trước bạ này các bạn nhé. Dòng xe thứ tư của Toyota được hưởng lợi chính sách này đó là Toyota Altis. Với Toyota Altis hiện nay nếu áp dụng chính sách này kèm những khuyến mãi của đại lý nữa thì nó chỉ còn lại là 788 triệu, nói chung là dưới 800. Như vậy các bạn thấy, nhờ có chính sách 50% lệ phí trước bạ được chính phủ hỗ trợ kích cầu trong cái đợt này mà giá xe một số dòng xe nó đã nhảy từ cái bậc ví dụ như là Altis từ 800 rớt xuống dưới 700, hay là Fortuner từ 1 tỷ 4
60, 70 nó rớt xuống dưới 1 tỷ 4, còn 1 tỷ 3, 45. Ngoài những cái khuyến mãi của nhà sản xuất, đại lý, nhóm thái lớn và phí trước bạ này, thì công ty tài chánh TOTA cũng đồng hành với cái chương trình này, tiếp tục giữ cái chương trình khuyến mãi lãi suất cho các bạn. Cụ thể là 6 tháng đầu các bạn có một cái lãi suất là 0.33% một tháng. Các bạn nghĩ gì với một cái lãi suất 100 triệu mà chỉ có 330 ngàn một tháng? Từ tháng thứ 7 đổ đi, lãi suất của tài chánh TOTA hiện nay cũng đang rất tốt và ổn định, các bạn hãy an tâm. Tầm khoảng 0.91%, tức là 100.910.000. Nếu các bạn nào quan tâm tới thị trường lãi suất, chắc chắn các bạn sẽ biết là đây là một chương trình lãi suất tốt dành cho tiêu dùng. Ngoài cái chuyện mà lãi suất tốt thì tài chánh TOTA hiện nay duyệt hồ sơ rất là dễ các bạn. Họ có một cái tiêu chuẩn duyệt hồ sơ mới dành cho khách hàng trong năm 2020 này, các bạn hãy yên tâm. Và họ có công cụ mới, họ viết những cái app trên điện thoại, và Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn có thể trực tiếp sử dụng, xử lý hồ sơ trực tiếp với khách hàng mà khách hàng không cần phải thông qua nhân viên tín dụng. Như vậy khách hàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, gần gũi hơn, dễ chia sẻ hơn. Và nhân viên của Thái Lớn trực tiếp xử lý hồ sơ cho các bạn cũng cảm thấy chủ động hơn. Và chắc chắn rằng thủ tục vay đối với tài chánh TOTA sẽ nhanh, gọn, lẹ hơn. Như vậy bên cạnh cái chương trình mà giảm lệ phí trước bạ 50% này, kèm với những cái khuyến mãi của nhà sản xuất, của đại lý, cũng như là của nhóm Thái Lớn, tổng thành lại giá xe lần này sẽ hấp dẫn và hoàn toàn thuyết phục được khách hàng. Khách hàng cảm thấy dễ thở hơn nếu như những ai đang quan tâm và chuẩn bị mua cho mình chiếc xe ô tô. Nói tới đây thì Thái Lớn nghĩ Thái Lớn cũng rất là tiếc là tại sao cái thuế trước bạ này không giảm sớm hơn. Bởi vì sẽ có một số anh chị mới vừa mua xe xong sẽ cảm giác là mình bị liếng tiếc một chút xíu về cái chương trình phí trước bạ này. Tuy nhiên các anh chị cũng đừng quá hụt hẫng, cũng đừng quá buồn phiền, bởi vì trước đây khi chưa có chương trình này thì đại lý và nhà máy đã gồng và có chương trình khuyến mãi tốt cho các anh chị rồi. Thì lần này những ai mua sau thì cũng sẽ có lợi hơn một tí so với khách hàng trước. Và như vậy những người đang quan tâm và mua xe cho cái đợt này, sắp sửa mua xe, cũng nên nhìn vô cái cách này mà hình dung. Sắp tới lượng tồn kho của đại lý sẽ giảm bởi vì hai lý do. Bởi vì trước đây cách đây 1-2 tháng các nhà sản xuất ô tô ở Việt Nam mình đã cắt giảm sản lượng rồi. Bây giờ có chương trình 50% phí trước bạ này thì cái kích cầu, cho nên là cái sản lượng đầu ra nó sẽ tốt hơn. Như vậy chắc chắn trong thời gian cuối tháng sau trở đi cái lượng tồn kho sẽ giảm. Khi lượng tồn kho sẽ giảm, Thái Lớn không có chắc rằng đại lý sẽ tiếp tục giữ khuyến mãi tốt nữa, thì khuyến mãi có thể sẽ được điều chỉnh một chút ít. Nói tới đây để Thái Lớn muốn mách nước cho những ai ngày hôm nay đang coi clip này và có nhu cầu mua xe thật sự thì hãy quyết định nhanh. Trong cái ít nhất là trong cái tuần đầu của tháng 6 là chắc cú dứt, chúng ta sẽ tận dụng cái khuyến mãi của cuối tháng 5 đầu tháng 6 kết hợp với cái phí trước bạ 50% trong cái giai đoạn đại lý còn xe, vừa được giao xe nhanh, vừa được chọn màu đủ màu và giờ được phối hợp tất cả các khuyến mãi lệ phí các thứ lại, thì chắc chắn giá xe của chúng ta sẽ là tốt nhất. Vài chia sẻ cho các bạn như thế, mong rằng các bạn tham khảo thêm và đưa ra quyết định của mình. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe, nhớ ủng hộ Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn. Với cái chương trình này thì Thái Lớn tin rằng nhóm của mình sẽ vượt qua cái giai đoạn bán cầm chừng và doanh số sẽ tăng lên. Bởi vậy đồng hành với chương trình này, đội nhóm của Thái Lớn cũng sẽ thiết kế chương trình riêng của nhóm mình để hỗ trợ thêm cho khách hàng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn nếu có nhu cầu mua xe Toyota. Thái Lớn xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn tại Toyota thành Fukushima. Nhân đây Thái Lớn cũng muốn chia sẻ lại một lần nữa, đội nhóm của Thái Lớn hiện nay gồm có 7 thành viên. Thái, các bạn nam là Vũ, Duy, Huy, bạn nữ là Hằng, Ngân, Tâm. Để liên hệ trực tiếp với Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn, các bạn chắc ăn nhất là hãy gọi vào số hotline ở đây để hẹn trước. Khi đến showroom yêu cầu gặp đúng một trong 7 cái khuôn mặt bên trên. Thái Lớn xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau hay và bổ ích hơn. Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm Thái Lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom,
các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm thái lớn. Mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái lớn xin cảm ơn.